đi chơi đi chơi đi chơi. Đi lên bờ đi anh. Giờ mày có lên được bờ không? Hả? Đi lên đây. Tự nhiên xuống đây gì? Ôi giời ơi. Cái ao sâu này mà nó cái bờ ao sâu này mà nó xuống. Đi lên bờ nhanh. Đi lên đây. Đấy, dạo này ở nhà là ngày nào cũng xuống ao phải 3-4 lần. Cà rốt đi lên bờ. Nhanh. Đố mày lên được. Tự nhiên nhảy xuống đây gì? Hả? Hôm nay mon men bờ ao xong là bị trượt chân xuống đấy. Đấy. Ngã giờ không lên được, ta phải giải cứu đây. Chẳng lẽ để luôn ở dưới đấy phạt cái tội. Trời ơi. Sao không nghịch dại nhé. Đi về của Kim Chi đi về nào. Thôi rồi.